Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái buổi review về hai cái cây cảnh triệu đô đến từ nhà của cụ Lý Vlog. Cây cảnh này đã được đưa lên đúng cái vị trí của nó, đó là vị trí an, tức là ngôi nhà mới rất là đẹp ở đây. Chúng tôi mua hệ thống xi măng tươi này từ Vinakasai Ninh Bình, đó. Hệ thống sắt thép Tisco đầy đủ hết, sắt thép số 1 Việt Nam. Đây là một cái thế gọi là cây này gọi là cây xanh ta đó. Thế này là thế gọi là thế ngũ phúc. Ngũ phúc ở đây là gồm có 4 tán và 1 ngọn đấy. Phúc, lộc, thọ, an khang. Phúc, lộc, thọ thì ai cũng biết rồi, còn an là an vui và khang, khang là vui, an là bình an. Đó, chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái gốc của nó. Gốc này thì cây tôi được nuôi trồng từ rất là lâu rồi. Rất lâu rồi, từ cỡ cách đây khoảng 25 năm. Từ một cái cây thân rất là nhỏ. Đó, bây giờ nó có cái thế rất là xum xuê. Đó, một thân liền. Rồi là cái rễ của nó mọc rất là oan ta la văn. Bên cạnh là có một cái nhánh của nó được xuất hiện lên. Đó, người ta còn gọi cái thế này đó là chính là thế ngũ phúc phụ tử, tức là giữa bố mẹ và con cái ở đây sinh ra con cái. Đó, đây là cây thứ nhất. Chúng ta cùng chuyển sang ở cái góc thứ hai này. Đó, góc thứ hai này, một cái thân cũng khá là to, tầm cỡ khoảng 4-5 găng tay. Đó, găng tay cũng là một cái cây mọc một cách tự nhiên. Đó, mọc tự nhiên. Ta sẽ nhìn tổng thể ở đằng sau. Đó, có một cái cây con, một cây con thân xô xê. Cây này cũng cách đây cũng không dưới 20 năm. Chúng ta sẽ được nhìn từ xa, nhìn từ xa chúng ta sẽ thấy một cái thế ít người phát hiện ra. Đây là một cái đầu của con, một con công, đuôi là lan tỏa ra, đôi lan xòe. Thế này được chúng tôi nghiên cứu và phát hiện ra với cái tên gọi là khá là mỹ miều, đó là thế công xòe đuôi nuôi con nhỏ, lấy con nhỏ đấy. Công xòe đuôi nuôi con nhỏ kết hợp với thế là ngũ phúc phụ tử này, chúng tôi có dự kiến là hai cây này nó rất nhiều triệu đô, và nếu mà có triệu đô thì chúng tôi cũng không bán. Cái này mang tính chất là kỷ niệm, và nếu có nhu cầu thì các bạn có thể qua nhà chúng tôi tại quê hương Nam Định để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Và còn nhiều cây khác nữa có tiền cũng không mua được sẽ được chuyển đến các bạn trong các video tiếp theo. Có lẽ là hẹn gặp lại các bạn ở các video review cây cảnh triệu đô tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.